Trong video này thì Chun sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mua trực tiếp ở tài khoản Google Drive nhanh gọn nhé. À, ở đây thì chúng ta có thể truy cập thẳng một cái đường link này là vào luôn. Tuy nhiên thì Chun sẽ sâu cho anh em bằng cách là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái email mà chúng ta muốn nâng cấp này. này. Đấy, sau đó chúng ta chọn vào à, tài khoản Google Drive của chúng ta. Thì chúng ta sẽ truy cập vào cái Google Drive của chúng ta này. Đấy thì lúc này chúng ta sẽ để ý ở cái bên trái ấy, nó sẽ có cái hiện cái chữ là mua bộ nhớ nhá đấy ở đây là có cái phần bộ nhớ này chúng ta đợi một tí nó đang loát nhá ở đây nó có cái chữ là mua bộ nhớ ở bên trái này chọn nó vào thì lúc này anh em sẽ nhìn thấy là các cái gói cước đầu tiên là chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta lên mua theo hàng năm thì chúng ta sẽ được ưu đãi nhá chúng ta chọn vào cái mục hàng năm này đấy còn anh em nào mà không có tiền ấy, thì hãng mua theo tháng nhá. Mua theo tháng tức là 45.000 một tháng hay 69.000 một tháng Thì chúng ta thường là chúng ta đang dùng cái gói là miễn phí 15 g Nếu anh em nào mà không có tiền ấy, thì tốt nhất là lên tạo ra khoảng là đâu đó chục cái Gmail Và mỗi Gmail thì có khoảng là 15 g là mình có khoảng 150 g để xài rồi để Chun thì thường hay dùng miễn phí À, tức là mỗi chia nhỏ là chia ra nhiều giỏ kiểu như là giống như tài chính ấy, là chia nhiều giỏ là, thì là mình sẽ tận dụng được cái, cái 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 lợi thế là Google nó không giới hạn tạo tài khoản Google à, nên anh em là tạo thoải mái thì mình buộc là mình phải nhớ tài khoản thôi nhá để tạo nhiều gmail thôi thì chúng ta sẽ có nhiều cái dữ liệu 15g miễn phí còn nếu anh em mà muốn nhàn ấy, thì lưu vào một chỗ ấy, thì chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra thôi thì anh em nào không có thì mua 45.000 một tháng là 100 ghi 69 nghìn một tháng đấy, nhưng mà lời khuyên của chun thì lên, lên mua hàng năm để mà tiết kiệm được 17 nhá thì chọn sang cái gói hàng năm thì ở đây ấy, nếu mà gói đỉnh cao của chúng ta là 2 tb thì nó sẽ khó khoảng 2 triệu một năm đấy là dành cho những chuyên gia những người mà kiếm được người ta mới mua cái gói này đấy hoặc là người ta kinh doanh thì người ta sẽ mua được gói này ví dụ mua gói này xong là phân quyền cho nhiều người được đấy đấy thì lúc này anh em mà muốn mua ấy thì rất dễ là chúng ta sẽ chọn vào cái chỗ bắt đầu này, đấy sau đó là chúng ta sẽ chọn vào cái mục đồng ý nhá chọn vào đồng ý. À, ở đây thì nó sẽ cho chúng ta là thanh toán bằng thẻ tín dụng, đấy thẻ Momo, ví uh, VTCB hoặc là ZaloPay, đấy hoặc là đổi mã. À, thì lời khuyên của Chun ấy những anh em nào mà có thẻ Visa mà nhớ là phải Visa debit nhé, ở đây là Visa debit đây visa debit nhé Đấy khi mà chúng ta đi làm thẻ ngân hàng thì chúng ta lên làm một cái thẻ như thế này đấy có cái chữ debit ở dưới này à, đưa ra cái bên ngân hàng nhân viên ngân hàng người ta tư vấn thì rất nhiều loại thẻ tuy nhiên thì mình bảo là mua cái thẻ này và lời khuyên nếu anh em là kiếm tiền youtube uh, thanh toán quốc tế đấy à, thì lên mua những cái loại thẻ của Vietcombank hoặc là của Viettinbank hoặc là Techcombank bởi vì đây là ba cái thẻ mà Chun đang dùng nhá thì chun dùng rất là ok và nó liên kết với nhiều ngân hàng cũng như là quốc tế thì chúng ta sẽ dùng nó sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta chuyển khoản hay thanh toán nó rất là ngọt nhá thì anh em nếu mà không có thẻ visa nếu có thẻ visa thì chọn vào đây Đấy, chọn vào mục đầu tiên nhá Đấy, sau đó lạp thẻ vào và ba cái mã ký tự đằng sau của thẻ và ngày tháng hết thẻ nhá hạn của thẻ này À, họ tên, họ tên thì anh em nhớ là lên để viết hoa không dấu hoặc viết thường không dấu. Địa chỉ thanh toán nhá, nhập địa chỉ thanh toán vào. Địa chỉ thanh toán thì thường là chúng ta nhập cái địa chỉ mà chúng ta đang ở để có vấn đề gì thì nó gửi về đơn hóa đơn cứ về cho chúng ta. đó không ạ? Sau đó ấn lưu. Đấy, còn nếu như trong trường hợp mà lời khuyên của Chun anh em nào không có thẻ visa debit thì lên dùng ví ZaloPay. Đấy và anh em nào mà chưa biết lạp tiền vào ví ZaloPay để mà thanh toán cái dịch vụ này ấy, Thì có thể xem cái video Chun để ở dưới cái mô tả của video này Là có hướng dẫn chi tiết cách Lạp tiền vào ví ZaloPay Cách tạo và lạp tiền nhé Của ví ZaloPay Thì anh em xem xong bắt đầu hãng kích vào cái mục này Là ZaloPay này Đấy click vào ZaloPay Còn Momo thì Chun cũng không chơi bởi vì là thấy bảo là nó om tiền rồi có một số vấn đề đấy Thì Chun không dùng còn VTC thì anh em lại phải mua Đăng ký cái ví nó phức tạp hơn Bây giờ nó sinh ra cái ví Zalo Pay nó rất là tiện Thế nên chúng ta dùng ví Zalo Pay nhé Đấy chúng ta chọn vào ví Zalo Pay đấy, Thì lúc này nó chúng ta đọc một số thông tin Nhưng anh em yên tâm là Zalo nó đã liên kết với Google thì quá là ok rồi Chúng ta ấn tiếp tục thôi nhá. Ấn tiếp tục Thì nếu như trong tài khoản à, của chúng ta đấy Trong tài khoản Zalo của chúng ta mà có tiền nhé Uh, ví Zalo của chúng ta mà có tiền thì ấn tiếp tục cái là nó sẽ thanh toán nó sẽ sẽ mua cái tài khoản cho chúng ta ngay lập tức đấy ví dụ như là Chun sẽ chọn cái gói này chẳng hạn ấn tiếp tục này đấy. thì nó sẽ chuyển sang cái uh, trang liên kết với uh, Google tức là Zalo Pay với Google thì anh em lấy điện thoại ra nha đấy, bây giờ Chun sẽ anh em lấy điện thoại ra Chun sẽ mở cái uh điện thoại ra và chúng ta quét cái mã QR code này nhá. Thì chúng sẽ hướng dẫn. Đây nhá, anh em sẽ vào cái Zalo trước này. Đấy, vào Zalo nhá. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái cái mã cái công cụ mà quét QR code ở trên đầu này này. Đấy. Chúng ta chọn vào rồi chúng ta sẽ à, quét cái cái mã này này, quét cái mã vào. Đấy. Chúng ta dơ điện thoại chúng ta quét nhá. Chúng ta bỏ cái này này. Đấy, quét cái thì ngay lập tức trên điện thoại của chúng ta nó sẽ có một cái thông điệp là xác nhận liên kết, Đấy, xác nhận liên kết thanh toán tự động đơn hàng Google. Đấy, thì anh em chỉ cần ấn xác nhận liên kết cái thì nó sẽ tự động thanh toán tức là thanh toán tự động này đơn hàng vừa lễ của chúng ta và nhận hoàn tiền hoặc chuyển tiền về ví dư luận Zalo Pay. Ví dụ như là chúng ta mà muốn thanh toán nhận tiền về ví Zalo Pay thì nó hoàn toàn có thể liên kết với Google Google Pay Play được nhé sau đó chúng ta ấn xác nhận liên kết cái thì nó sẽ thanh toán cho cái tài khoản Google của chúng ta với điều kiện là ở ví Pay của chúng ta nhé anh em vào ví Pay của chúng ta này thì chúng ta sẽ thấy cái số tiền này nó phải đủ so với cái gói mà chúng ta mua nhé thì mới được nhá còn nếu không có thì anh em là phải vào cái avatar này này anh em vào cái avatar này sau đó chúng ta phải liên kết ngân hàng cái đã Đấy, chúng ta phải liên kết ngân hàng xong rồi chúng ta mới có có tiền ở trong tài khoản nhá có tiền ở trong tài khoản ví LoBay thì lúc này chúng ta có đủ số tiền thì nó mới thanh toán được với cái dịch vụ Google ở trong này đúng không nào Đấy, anh em chú ý nhá được chưa nào thì đây là cái cách mà Chun hướng dẫn cho anh em thanh toán nó sẽ nhanh gọn hơn và nó sẽ rất là thuận tiện. Bây giờ rất nhiều người người ta dùng Zalo Pay và nó rất là uy tín và chất lượng rồi, nên anh em cứ tin tưởng mà dùng. Còn thẻ tín dụng này, nếu anh em mà lạp vào ấy thì nó sẽ lưu ở trên cái tài khoản Google này, cái thẻ tín dụng của anh em. Đấy, thì nó không hay bằng cả bằng Zalo Pay nhá. Mà anh em nào có thẻ Visa thì mới điền được cái còn đâu là à, thẻ à, nội địa mà thanh toán nội địa thì chúng ta nên dùng zalo pay cho nó ngon nhá ok chưa thì tùy vào cái 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 dữ liệu của chúng ta có bao nhiêu dữ liệu thì chúng ta sẽ chú tâm vào để chúng ta đặt mua nhá Đó không nào Đấy, chúng ta đặt mua cái dữ liệu để chúng ta up cái tài khoản uh, uh, video các thứ của chúng ta lên đây để nó bảo mật và nó lưu trữ và để mà khi chúng ta tiện thì chúng ta sẽ xuất file ra để chia sẻ cho nhiều người người ta xem được đúng không nào Đấy, thì nó rất là tiện thay vì là chúng ta mua ổ cứng thì là nó sẽ không ổn cho lắm đúng không ạ bây giờ thì chun thực hành lại một lần để cho anh em cùng xem nhá đấy ví dụ ở đây là chun sẽ đưa là bắt đầu này ạ sau này chúng ta ấn đồng ý này và chúng ta ấn zalo pay này đúng không ạ ấn zalo pay ấn tiếp tục này thì nó ra cái mã QR code này đúng không? chúng ta sẽ lấy điện thoại của chúng ta chúng ta quét cái mã QR code này đúng không? rồi lúc này chúng ta sẽ uh, ấn là uh, xác nhận liên kết ở trên điện thoại đúng không? chúng ta ấn xác nhận liên kết ở trên điện thoại nha lúc này chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu đúng không? nhập cái mật khẩu mà bảo mật của ví Zalo Pay vào nha anh em nhập cái mật khẩu vào Đó. Thì lúc này nó sẽ báo là liên kết thành công Đây nó báo là liên kết thành công Đúng không ạ Nó báo liên kết thành công và chúng ta ấn đóng Đấy Thì anh em sẽ thấy là nó đã liên kết ok rồi Thì lúc này là chúng ta sẽ à, Chọn lại này Thêm Zalo Pay Wallet Được chưa Rồi chúng ta sẽ chọn tiếp tục đang chờ bạn quét mã đúng không ạ? Tức là lần đầu thì nó sẽ liên kết, lần thứ hai thì chúng ta sẽ quét mã này. Đấy. Rồi chúng ta xác nhận liên kết. Liên kết thành công. Đấy, thì lúc này nó đã xác thực tài khoản Zalo a liên kết thành công rồi Anh em sẽ thấy nó sẽ thanh toán cho chúng ta Là chúng ta chấp nhận là Việt Nam này Nguyễn Xuân Hoàn này Sau đó chúng ta ấn lưu Đúng không ạ? Ấn lưu nha Ở trên Google đấy chúng ta ấn lưu Thì ngay lập tức nó sẽ thanh toán cho chúng ta này Lúc này nó sẽ hiện ra một cái bảng để chúng ta đăng ký Thì nó sẽ hiện là ZaloPay Pay ở đây Vào 450.000 trên một năm cộng thuế Đấy, được chưa ạ? thì chúng ta ấn đăng ký thì nó sẽ cấp cho chúng ta 100 g anh em nhá. Ấn đăng ký thì nó sẽ cấp cho chúng ta 100 g Như vậy đến đây thì Chun đã hướng dẫn anh chị em cái cách để đăng ký một cái tài khoản Google Drive trực tiếp với Google để đảm bảo cái dữ liệu của mình bằng ví Zalo Pay và à, nếu có bất kỳ một cái câu hỏi gì thì anh em hãy à, liên kết với Zalo A ở bên dưới mô tả video này Chun có để đường dẫn của à, Zalo A hoặc là anh em có thể là truy cập vào cái mã QR code của Gatiki. Đây là cái mã QR code Zalo OA của Gatiki và anh em sẽ à, truy cập bằng điện thoại nhé. Anh em ấn quan tâm nhé, sau đó anh em nhắn tin à, hỏi đáp bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến cái video này hoặc là các chủ đề về kinh doanh online thì Chun sẽ chia sẻ góp ý và tư vấn cho anh em chị em nhé. À, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và đừng quên follow để theo dõi mỗi ngày. Khi có cái gì hay thì Chun sẽ chia sẻ cho anh chị em nhé.